Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại bến tàu Kansai của Osaka. Hôm nay mình đi tàu này, mình đi ra khơi để câu cá các bạn nhé, trải nghiệm câu cá. Thì hiện tại bây giờ là 5:40 sáng. Bến tàu Kansai của Osaka đẹp hơn ở bến tàu ở cảng Hakozaki Fukuoka các bạn. Các bạn thấy không, cảnh bến tàu cực kỳ đẹp xung quanh. Cực kỳ đẹp các bạn nhé. Các bạn chờ đón kết quả mình báo cá sau một ngày đi câu nhé. Bây giờ mình đang ra để gặp chủ tàu và các bạn đồng nghiệp hiện mình ở ngoài này.